tối đến 1 giờ sáng, con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ tri công đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 17, kinh Khu rừng Vanapattha Sutta, phân đoạn 090 sẽ do Đại đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điệu ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thích thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duy ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ Tam Bảo. Tiếp chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Địa Tự Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Bài kinh Khu rừng là một đề tài mà lấy từ cái trú xứ, một trong 6 cái trú xứ để nói. Vì trong bài kinh này Đức Phật Ngài nói đến 6 cái trú xứ khi vị tỳ kheo trú ở đó. Như khu rừng, làng mạc, thị trấn, kinh đô, quốc độ, và sống chung với một người nào. Và ở đây Đức Phật dạy cái thái độ dứt khoát ở hay đi, nó sẽ do
cái sự kiện tăng tiến thiện pháp hay là nó thối lui thiện pháp. Và cho dù ở một nơi có đầy đủ vật chất, nhưng mà nếu thối lui thiện pháp thì cũng phải bỏ đi. Còn một nơi dù cho có thiếu thốn nhưng mà tăng trưởng thiện pháp thì cũng nên, cũng phải ở lại. Đức Phật này luôn luôn dạy các vị tỳ kheo nên tự kiểm soát và biết được cái tiến trình tu tập, chứ không phải là dựa vào cái chỗ ở bình yên hay là có đầy đủ vật chất, tứ vật dụng. Một vị tỳ kheo mới vào đời sống phòng hạnh thì cần phải biết rõ về nội dung của bài kinh này để theo đó có thể tu tập tốt đẹp. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe đại đức Pháp Tính, vị giảng sư của chương trình thứ sáu, giảng giải về kinh này. Và trước nhất xin mời Phật tử MC đọc cho chánh phần của bài học. Nam mô Bổn Thầy. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa tổ sư đã dẫn nhập bài học hôm nay. Con xin đọc bài. Mà bích thai giá, dạ con xin điền khuyết cho tri chúng ngày hôm nay. Dạ cảm ơn đạo tràng. Bài học hôm nay 17 kinh khu rừng Vanabhata Sutta, gọi là kinh khu rừng Vanabhata Sutta, vì khi nói đến trú xứ của một tỳ kheo thì khu rừng được đề cập đầu tiên, tiếp theo là làng mạc, thị trấn, kinh đô và quốc độ. Trên bài kinh có thể gây ngộ nhận khu rừng là chủ đề chính, kỳ thật chỉ là đứng đầu trong danh sách. Thọ ấy, Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ tại Chetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anaphindika, cách cô độc. Trong một pháp thoại hàng ngày cho chư tỳ kheo, Ngài đã dạy về 6 trú xứ, 4 trường hợp và 2 quyết định nên có. 6 trú xứ. Sáu trú xứ là khu rừng, làng mạc, thị trấn, kinh đô, quốc độ và sống chung với người nào. Đặc điểm của bài kinh này cho thấy ở đâu không quan trọng, mà chính là sự tiến bộ trong tu tập. 4 trường hợp: A. Tứ sự, y phục, chỗ ở, an thất, thuốc trị bệnh. Thiếu thốn mà sự tu tập cũng tốt, cũng thối thất. B. Tứ sự dồi dào nhưng sự tu tập thối thất. C. Tứ sự thiếu thốn nhưng sự tu tập tăng tiến. D. Tứ sự dồi dào mà sự tu tập cũng tăng tiến.
Hai quyết định nên có. A. Nếu ở chỗ nào mà sự tu tập thối thất thì phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại. Trong trường hợp những nhu yếu thiếu thốn thì nên ra đi lập tức, dù ngay lúc ban ngày hay lúc ban đêm. B. Nếu ở chỗ nào mà sự tu tập tăng tiến thì phải ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi, thậm chí nên ở trọn đời nếu tứ sự có được. Cần đọc trọn chánh kinh để có thể nắm được ý chính. 090. Sáu tu xứ, bốn trường hợp và hai quyết định. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở sau Quá Thi xá về tại Chê Tá Quá Ná, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anaphin Đi Cá, cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Chư tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi. Chư tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn về khu rừng. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống tại một khu rừng nào? Tỳ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn, các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng này cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sở hữu, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọ, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Chư tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ: Ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọ, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Này các tỳ kheo ấy phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại ngay lúc ban ngày hay lúc ban đêm. Chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống tại một khu rừng nào? Tỳ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọ, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm một cách không khó khăn. Chư tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: Ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, vân vân. Những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì đồ ăn khất thực, vân vân. Không phải vì sàng tọ, vân vân, không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng trong khi ta ở tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, vân vân. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược không được chứng đạt. Này các tỳ kheo ấy chỉ mới suy tính này phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại. Chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống tại một khu rừng nào? Tỳ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách vượt chưa được chứng đạt, được chứng đạt.
Nhưng những vật dụng cần thiết cho đời sống một người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn, khất thực, sàn tọ, dược phẩm trị bệnh, những vật này chỉ một cách khó khăn. Chứ tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau. Ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, trách nhiệm chưa được an trú, vân vân. Vô thượng, an ổn khỏi ách phượt, chưa được chứng đạt, vân vân. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn, nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì món ăn khất thực, vân vân, không phải vì sàn tọ, vân vân, không vậy, vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng trong khi ta ở tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, vân vân, vô thượng an ổn, khỏi các ách phượt, được chứng đạt. Này các tỳ kheo ấy chỉ với suy tính này, phải ở tại khu rừng ấy, không được bỏ đi. Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống tại một khu rừng nào? Tỳ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, vân vân, vô thượng an ổn khỏi ách phượt, chưa được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết, vân vân, kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỳ kheo ấy cần phải suy sao? Ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, vân vân, vô thượng an ổn khỏi ách phượt, chưa được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết, vân vân, kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỳ kheo ấy phải ở lại khu rừng cho đến trọn đời, không được rời bỏ. Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống tại một làng nào, vân vân. Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống tại một thị trấn nào, vân vân. Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống tại một đô thị nào, vân vân. Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống tại một quốc gia nào, vân vân. Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống gần một người nào, tỳ kheo sống gần người này, các niệm chưa được an trú, vân vân, không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết, vân vân, kiếm được một cách khó khăn. Chư tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau. Ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, vân vân, không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết, vân vân, kiếm được một cách khó khăn. Chư tỳ kheo ấy, ngay trong phần đêm ấy, hay ngay trong phần ngày ấy, không phải xin phép, cần phải bỏ ngay người ấy mà đi, không cần theo sát người ấy. Chư tỳ kheo sống gần một người nào, tỳ kheo sống gần một người ấy, các niệm chưa được an trú, vân vân, không được chứng đạt. Nhưng những vật dụng này cần thiết, vân vân, kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỳ kheo ấy cần phải suy tư như sau. Ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, vân vân, không được chứng đạt. Nhưng những vật dụng này cần thiết, vân vân, kiếm được một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vân vân, không phải vì đồ ăn thất thực, vân vân, không phải vì sàn tọ, vân vân, không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, vân vân, không được chứng đạt. Chư tỳ kheo ấy chỉ với ước tính này, cần phải bỏ người ấy mà đi, không có xin phép, không có theo sát. Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống gần một người, tỳ kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an trú, vân vân, được chứng đạt. Những vật dụng này cần thiết, vân vân, kiếm một cách khó khăn. Chư tỳ kheo ấy cần phải suy tư như sau. Ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, vân vân, được chứng đạt.
những vật dụng này cần thiết vân vân kiếm được một cách khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vân vân. Không phải vì đồ ăn khất thực, vẫn không phải vì sàng tỏ, vân vân. Không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và vì ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, được an trú, vân vân. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược được chứng đạt. Chư tỳ kheo ấy chỉ với suy tính này cần phải theo sát người ấy, không được bỏ đi. Chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống gần một người nào, tỳ kheo sống gần người ấy. Các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm không định tĩnh, được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọ, dược phẩm trị người bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chứ tỳ kheo ấy cần phải suy tư như sau: ta sống gần người này. Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Bình không ạ? Alo, đạo tràng có nghe được không? Dạ, vậy là nét bên sư không ổn định. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, được an trú. Tâm chưa được định tĩnh, được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ. Và vô thượng an ổn, khỏi ách phược, chưa được thành đạt, được thành đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọ, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách dễ dàng. Chư tỳ kheo ấy phải trọn đời theo sát người này, không được bỏ đi, dầu cho có bị xua đuổi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, những tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thà giá. Nếu sư nghe được âm thanh con cung thỉnh sư cầm bích ạ. Nam mô Bích Thà giá, con kính nhân bích đến sư. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ, con thấy sư đã trở vào đạo tràng rồi. Sư có nghe được âm thanh con không ạ? Dạ, Đại Đức có nghe được âm thanh con không? Dạ, vậy là Đại Đức Pháp Tính không nghe được âm thanh con. Dạ, cảm ơn Quang Nguyệt. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng theo lời của Đại Đức Tề Tri, con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi điều khiết cho Đại Đức Pháp Tính ạ. Con kính nhân bích đến sư. Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma A Di Đà, Nam mô Sang Khai. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng.
thượng tọa Minh Thành, Đức Tuệ Kiên, Chư Tôn Đức Tăng với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và cảm ơn quý vị đã hiểu rõ tốt. Nãy giờ chúng tôi bị không có nghe được internet nó như thế nào đó. Ổn rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về một cái bài kinh khu rừng. Hay là nếu mà khi mà chúng ta nghe kỹ cái phần chánh văn này thì chúng ta biết được là đối với cái bài kinh đó thì Đức Phật dạy cho đời sống của một cái vị tu tập là có những cái trú xứ. Trú xứ ở đây có thể là khu rừng, có thể là làng mạc, có thể là thị trấn, có thể là một cái kinh đô hoặc là một cái quốc độ mà trú xứ là cái chỗ đó. Và một phần nữa là sống chung với người nào. Thì đối với những cái chỗ ở đó thì thật sự ra nó cũng rất là cần thiết, rất là quan trọng cho những vị tỳ khu tu tập. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái mùa này cũng vậy, là sắp tới cái mùa hạ rồi, thì mình coi ở trong kinh điển cũng vậy. Ở trong cái mùa hạ đó, trước khi vào mùa mưa, thì chư tăng, các vị tỳ khu đều tìm cái trú xứ an ổn để mà 3 tháng an cư mùa mưa. Có nghĩa là 3 tháng lo cấm túc một nơi. Nên ở đó tu tập. Còn ở đây thì chúng tôi cũng nói thêm, quý vị thấy rằng trong kinh điển dạy như vậy mà có nhiều người không có chịu đọc, thành ra đó khi mà nói bàn đến những cái vấn đề này thì đối với cái người đời thì người ta ưa nghĩ rằng là cái chùa giàu hoặc là cái chùa nghèo, hoặc là cái chùa đó đông người hay là cái chùa đó ít người, hoặc là cái nơi đó là có nhiều người đến hay là ít người đến. Thường thường người ta ưa đề cập đến những điều đó, nhưng mà không có ai đề cập đến cái chỗ đó mình tu tập, mình đi đến, mình ở, mình tu tập, cái thiện pháp của mình nó có tăng trưởng hay không. Thường thường người ta ít để ý tới cái đó, mà người ta cứ để ý đến đông người hoặc là ít người. Cũng như có nhiều người ta đến hỏi chùa, người ta hỏi ủa sao nói chùa Phật giáo Nguyên Thủy là chánh pháp, nhưng mà sao lần nào đi đến cũng thấy nó rất là vắng. Thì quý vị thấy rằng có những lúc chúng tôi khỏe đó thì chúng tôi sẽ giải nghĩa chùa vắng như vậy đó để cho các vị sư có được cái không gian, có được một cái nơi để yên tĩnh, một là học, hai là hành. Chứ không lẽ bây giờ cứ ngày nào cũng phải tổ chức lễ hội nó đông như vậy rồi sao tu tập. Đó thì quý vị thấy rằng thường thường có những người, người ta đi đến là người ta đặt vấn đề, người ta cứ hỏi là tại sao mà vắng, tại sao mà đông. Đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta học cái bài kinh này đó thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái gì quý vị? Dạy cho các vị tỳ kheo, đối với cái chỗ nào đó mà cái sự tu tập đó mà nó không có phát triển được, có nghĩa là nó thối thất đó, dù cho cái chỗ đó là đầy đủ vật dụng, nói chung là đời sống nhu yếu phẩm đầy đủ, mà đối với tinh thần mà thiếu thốn thì chỗ đó không nên ở để mà tu tập. Đó, mà nếu mà cái nhu yếu phẩm hoặc là tư sự mà được dồi dào, nhưng mà phương pháp tu tập tâm tư bị thối thất thì cái chỗ đó cũng không
lên. Ở cái trường hợp thứ ba là nếu mà cái chỗ đó mà thiếu thốn về vật chất, nhưng mà sự tu tập nó được tăng trưởng, nó được phát triển, thì cái người đó cũng nên ở lại cái chú xứ đó để mà tu tập. Rồi cái trường hợp thứ tư là dù cho ở chỗ đó tứ sự vật chất nó được dồi dào, mà tu tập cũng được phát triển, càng ngày càng được tăng trưởng, thì cái chỗ đó nên ở lại tu tập. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ở đây Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo về cái điều nào quý vị? Chủ yếu là thiện pháp tăng trưởng, những cái sự tu tập được tăng trưởng bằng cách là chúng ta thấy rằng là Đức Phật nói rằng là nếu mà mình sống ở cái chú xứ đó, dù cho đó là khu rừng hay là quốc độ, mà nếu mà niệm có những cái thiện pháp, là những cái thiện pháp nào quý vị? Niệm chúng ta chưa có an trú được, chúng ta an trú được. Rồi cái tâm tu của chúng ta đó nó chưa có được định tĩnh, mà nó được định tĩnh là cái điều đó là cái điều quan trọng. Rồi các cái lậu hoặc mà chưa có được đoạn trừ, rồi chưa có chứng đắc được những cái thoát khỏi những cái sự đau khổ của ấp, những cái ách phược, những cái phiền não, thì cái điều này những cái điều này nó quan trọng quý vị. Thật ra đó quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập đó, chúng tôi nhớ có một nhóm các vị tỳ khưu đó, khi đó các vị ngồi lại, các vị nói với nhau: ta đi xuất gia đó không phải là do trốn nợ mà xuất gia, không phải thiếu thốn cơm áo mà đi xuất gia, không phải bị vua quân truy đuổi để mà tu tập đó. Thì quý vị thấy rằng các vị tỳ kheo luôn luôn có cái sự quán xét đó. Thì đối với vậy thì ở trong cái phần này đó, quý vị thấy rằng khi mà chúng ta nghe cái tóm tắt ở đề tài rồi, thì chúng ta thấy đối với cái chỗ nào mà không nên tu tập, cái chỗ nào mà không nên lưu trú lại, quý vị, cái chỗ nào mà khi mà chúng ta tu tập đó, mà niệm có nghĩa là tâm của chúng ta đó, chúng ta bị dao động, bị thất niệm, mà cái chỗ đó đó nếu mà thiếu thốn về tứ sự, thiếu thốn về tứ sự có nghĩa là không có thiện pháp mà còn thiếu thốn về tứ sự nữa, thì cái trường hợp này Đức Phật cho phép dù cho ban ngày hay ban đêm mình muốn rời khỏi chỗ đó, có xin phép hay là không xin phép thì mình muốn rời khỏi cái chỗ đó lúc nào cũng được đó. Rồi cái trường hợp thứ hai là như thế nào? Cái chỗ đó mà chúng ta tu tập mà tâm của chúng ta không có an trú được ở trong thiện pháp, rồi tâm của chúng ta không có được định tĩnh, mà những cái lậu hoặc, những cái ách phược mà nó không được đoạn trừ, mà cái chỗ đó đó mà cái tứ sự, những cái tài sản mà nó phát sanh một cách dồi dào, thì chúng ta cũng phải quán xét lại là chúng ta xuất gia để làm chi. Chúng ta xuất gia không phải vì cơm áo gạo tiền, không phải vì danh vì lợi, thành ra đó tâm của thiện pháp của chúng ta không có được phát triển, thành ra thôi cái chú xứ này chúng ta cũng rời bỏ, chúng ta cũng đi đó. Rồi có cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng mình nên quyết định ở lại. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là đời sống mình ở trong một cái quốc độ đó, một cái chúng xứ đó, mà tâm tư tu tập của mình, thí dụ như là đối với niệm hoặc là đối với những cái thiện pháp, như là tâm mình càng tu tập nó càng được định tĩnh, rồi những cái lậu hoặc, những ách phược dần dần mình kiềm chế được, mình đoạn trừ được, mà cái chỗ đó bây giờ vật chất rồi nó thiếu quá, vật chất nó thiếu quá, thì cái chỗ đó đó chúng ta cũng nên vui lòng
mà chúng ta ở lại để mà chúng ta tu tập. Rồi cái trường hợp thứ tư, tâm của chúng ta tu tập được, an trú được ở trong thiện pháp, rồi ngay chỗ đó vật chất nó dồi dào, tứ sự nó dồi dào, thì mình cũng phải, trước khi mình muốn ở lại thì mình cũng phải quán xét đời sống của mình, xuất gia vì cái mục đích cao thượng của đời sống phạm hạnh. Thành ra đó, những cái điều này là không phải là mình thiếu thốn, nó giống như là một cái phụ thuộc của cái đời sống thôi. Nhưng mà do cái chú xứ này làm cho mình được tăng trưởng về thiện pháp, thành ra đó chúng ta nên ở lại chúng ta tu tập. Thành ra quý vị thấy rằng trước tiên là nói về bốn cái điều này. Bốn điều này vậy thì có hai điều là chúng ta không nên hành theo. Chúng ta nếu mà gặp hai cái điều đó, thiện pháp mà không có tăng trưởng, dù cho cái nơi đó có thiếu thốn về tứ sự hay là có dư giả về tứ sự gì cũng vậy, mà thiện pháp chúng ta không tăng trưởng, chúng ta phải bỏ đi đó. Còn nếu mà trong hai cái trường hợp sau, tâm tư thiện pháp chúng ta được tăng trưởng, dù ở đó có nhiều tứ sự hay là thiếu thốn về tứ sự, chúng ta cũng phải quyết tâm ở lại đó tu tập. Thì quý vị thấy rằng ở trong những cái bài kinh khác Đức Phật hoặc là có một cái vị hỏi Ngài Xá Lợi Phất về cái đời sống xuất gia, thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng cái sự mà xuất gia đó, được xuất gia cũng là một cái điều khó rồi. Rồi mình hoan hỷ ở trong cái đời sống xuất gia nó lại là một cái điều khó nữa, một cái điều khó nữa quý vị. Thật ra đó, theo như chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái đời sống xuất gia của mình khó được xuất gia, mà mình đã được xuất gia rồi thì giống như là mình đã vượt qua được một cái điều khó rồi. Còn cái điều khó nữa đó là mình hoan hỷ ở trong cái đời sống xuất gia, thì làm cách nào để mà mình có cái sự hoan hỷ ở trong đời sống xuất gia quý vị? Theo như chúng tôi đó, chúng tôi nghĩ rằng đó, quý vị biết rằng mình xuất gia đó, cái đời sống của mình nó đầy đủ tứ sự là cũng do cái phước của mình nó có. Rồi mình bị thiếu thốn về tứ sự đó là cũng do ảnh hưởng bởi cái phước của mình. Thành ra đó, nếu mà chúng ta thật sự là chúng ta là cái người có phước thì coi như là chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng được đầy đủ cái tứ sự. Ở trong cái, chúng tôi nhớ có một cái bài kinh đó, có cái vị đó hỏi Đức Phật, hai người, một người có bố thí mà một người thì không có bố thí, vậy thì nếu mà hai người đó có cái sự tu tập thì như thế nào? Đó, thì ở trong cái câu hỏi đó, cái vị đó nói rằng là nếu mà hai người này sau này mà đi xuất gia, một người mà có bố thí rồi một người mà không có bố thí, thì hai người đó cũng đồng đi xuất gia, vậy thì cái quả báo nó khác nhau như thế nào? Thì lúc đó Đức Phật mới nói cái người mà có cái sự bố thí mà họ mà sau này họ có đi xuất gia đó, thì khi mà họ xuất gia thì họ được mời đi đây đi đó, hoặc là họ được cái sự dâng cúng của những đàn tính, những đàn tính. Còn cái vị mà không có bố thí đó thì cái vị đó có xuất gia đó thì cái đời sống của cái vị đó thường thường nó sẽ bị thiếu thốn về cái điều này điều kia. Thì chúng tôi nghĩ rằng khi mà học ở trong kinh điển là do chúng ta đọc cái bài kinh này rồi chúng ta đọc cái bài kinh kia, thành ra chúng ta hiểu được cái điều này. Chứ bây giờ quý vị biết không, có họ chọn một cái nơi mà xuất gia đó, thì họ chọn một cái chỗ nào đó, thí dụ như là phồn thịnh, thí dụ như là người ta kiếm ngay đó là một cái thành phố, một cái thành phố hoặc là một cái trú xứ nào đó mà nói chung là có nhiều thiện nam tín nữ, có nhiều người người ta đi đến cái nơi đó. Thật ra quý vị biết không, nếu mà mình mà không có phước mình vô cái chỗ đó mình sống không được.
à, mình vô cái chỗ đó mình sống cũng được. Mình mà có phước á, thì quý vị thấy rằng mình đi tới đâu cũng vậy. À, bất cứ một cái chú xứ nào mà chúng ta đi đến á, nếu mà thật sự ra đó mình mà có phước rồi đó, thì tự nhiên sẽ có người này người kia người ta đến để mà người ta cúng hoặc là người ta hộ độ cái đời sống của quý vị đó. Thì quý vị thấy rằng vậy thì ở trong cái trường hợp này chúng ta nói về tứ sự đó là chúng ta phải có cái sự mà tin tưởng về phước báo. Mình phải có cái niềm tin, mình tin về cái phước báo. Nếu mà thật sự đời trước hay là trong một lúc nào đó ta đã có tình, mình đã từng có cái sự mà bố thí, cúng dường đèn đuốc hoặc là vật thực hoặc là bông hoa hoặc là chỗ ngủ gì đó đến chư tăng, thì bây giờ cái đời sống đó mình, cái đời sống này mình không cần quan tâm đến cái phước báo. Vậy thì bây giờ mình chỉ còn có quan tâm tới cái gì quý vị? Chúng ta chỉ có quan tâm đến coi cái chỗ này mình tu tập nó có thích hợp hay không. Mình thấy rằng là trước kia là coi như là thể mà mình làm cái này mình cũng quên rồi, tâm tư của mình chỉ cần gặp một chút khó khăn là mình nóng giận hoặc là gặp một cái chút gì đó mình không hài lòng thì tâm mình nó sẽ sân lên đó. Thì chúng ta thấy rằng mình ở đây mình tu hoài, mình ở đây mình tu hoài mà cái thiện pháp mình nó không được, tâm của mình nó cũng bị dao động, rồi chúng ta quên trước chúng ta quên sau. Ngay cả bây giờ thí dụ như quý vị đi nghe pháp ở trong một cái room này cũng vậy. Quý vị thấy rằng là hồi lúc trước á, mình hễ mà ai mà nói động tới mình cái là mình giận hờn hoặc là mình bực bội, mình sân hận. Nhưng mà bây giờ mình kiểm lại, từ ngày mà mình vô cái lớp học này nè, mình tu tập rồi đó, mình thấy rằng là cái tâm mình nó có dịu bớt đi không? Cái tâm mình nó có dịu bớt đi không? Thì nếu mà chúng ta nhận thấy hồi trước kia đó mình dễ dàng dễ giận, dễ dàng giận hờn nóng nảy, nhưng mà bây giờ sau một thời gian mình tu tập, mình nghe pháp ở trong room này, mình biết được cái cuộc đời này nó là như vậy đó, nó có nhân có quả, rồi có có nghiệp báo, rồi có những cái quả báo đó. Thì bây giờ chúng ta kiểm lại tâm của chúng ta cảm thấy mình càng ngày tâm mình nó càng mát mẻ, thì mình thấy rằng cái sự tu tập của mình cái chú xứ này được. Còn mà bây giờ quý vị thấy rằng là mình nói là mình ở trong cái lúc đó, ở trong cái lớp học đó mình tu dữ lắm, một ngày mình nghe biết bao nhiêu vị giảng sư giảng, nhưng mà hỏi ra coi cái tâm của mình nó có bớt sân không, nó có bớt tham không? Không có bớt chút xíu nào hết, mà càng ngày nó càng tăng trưởng nữa. Thì chúng ta cũng biết là cái chú xứ đó mà nó không có thích hợp. Chứ chúng ta đừng có tưởng chúng ta đừng có tưởng rằng là nói về chú xứ là cái khu rừng hoặc là một cái đô hoặc là một độ nào đó. Ngay cả những cái chỗ chúng ta sinh hoạt, ngay chỗ những cái nơi mà chúng ta lui tới, chúng ta sinh hoạt, chúng ta tu tập, mà chúng ta thấy rằng tâm của mình hồi lúc trước bị dao động nhiều, nhưng mà bây giờ nó không có dao động nữa. Tâm của chúng ta hồi lúc trước mình không có an trú ở trong thiện pháp được, để mà ở đó chúng ta nghe pháp mà chúng ta tu tập, thì cái điều này mới là cái điều mà quan trọng cho cái đời sống của chúng ta, cái đời sống tu tập đó. Còn nói chuyện mà bây giờ mà ở trong cái lớp học này, quý vị thấy rằng là lâu ngày lâu năm mà không ai tán dương cái tên của mình lên, không có án dương cái công đức của mình lên hết, thì rồi mình thấy mình buồn, mà mình buồn mình muốn đến cái chỗ nào mà người ta thường nêu tên mình lên, người ta thường tán dương mình lên, vân vân. Đó thì chúng ta coi chừng như vậy là coi chừng là chúng ta tu tập mà tham nó không có được giảm, sân nó không có được giảm, si nó không có được giảm, mà càng ngày nó lại càng tăng trưởng. Đó, vậy thì đối với ở trong cái bài học này chúng ta thấy rằng là
cái trú xứ là cái nơi mà chúng ta cái nơi mà chúng ta ở, cái nơi mà chúng ta đứng, chúng ta ở, chúng ta trú ở trên đó. Đó, mà cái chỗ đó là cái chỗ mà để thiện pháp được tăng trưởng. Đó thì chúng ta dù cho cái nơi đó tứ sự hay là cái danh lợi hay cái lời khen lời chê gì đó nó không được, nó không có, nhưng mà thiện pháp nó tăng trưởng thì chúng ta cũng phải nên ở lại đó để mà tu tập. Rồi vậy thì còn một cái phần nữa, còn một cái phần này là cái phần này cũng rất là quan trọng quý vị. Có nghĩa là đối với cái sự mà chúng ta thân cận với một người, chúng ta thân cận với một người, quý vị thấy rằng thân cận ở đây có nghĩa là mình sống người Việt là chúng ta ở gần cái người đó, chúng ta ở gần cái người đó. Mà bây giờ đó chúng ta chờ quý vị Phật tử khoan hỷ chờ đợi trong giây lát á, dường như là đại đức tính đang gặp trục trặc đường truyền. Dạ, xin thỉnh đại đức pháp tính khoan hỷ cầm. Dạ. Dạ, alo. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ con cảm ơn thượng tọa. Bây giờ đến cái trường hợp mà thứ sáu, có nghĩa là cái trường hợp này mình thân cận với người, mình thân cận với người á, quý vị thấy rằng ở trong bài kinh này Đức Phật cũng dạy, nếu mà mình gần gũi với cái người đó đó, mình ở gần gũi cái người đó mà cái thiện pháp của mình nó tăng trưởng, có nghĩa là tâm tư của mình càng ngày càng có niệm, rồi những cái lúc trước kia tâm mình nó không có định tĩnh mà bây giờ mình an trú ở trong định tĩnh đó, nhưng mà bây giờ mình gần với cái người này á mà đời sống mình nó thiếu thốn quá, nó thiếu thốn quá, có nghĩa là thí dụ như đối với tứ vật dụng hoặc là cái gì cũng thiếu thốn quá, thì mình cũng phải suy xét lại. Sau khi mà chúng ta suy xét lại á, là cái đời sống của chúng ta xuất gia, chúng ta đi tìm cái người để mà chúng ta tu tập, chúng ta tìm cái đời sống phạm hạnh, chứ không phải là chúng ta tìm về cái cơm áo gạo tiền hoặc là y phục hoặc là danh lợi vân vân. Thành ra đó, sau khi mà suy xét như vậy, chúng ta ở lại để mà chúng ta tu tập đó. Còn nếu mà mình gần với người đó mà thiện pháp nó tăng trưởng, mà tứ sự nó cũng dồi dào, thì cái đó là nó tốt, cái đó là cái phước của cả hai, của thầy và trò, hoặc là của đồng bạn lữ đồng người kia, đồng pháp lữ với nhau, thì chỗ đó mình cũng phải suy xét. Sau khi suy xét rồi thì mình ở lại để mà mình tu tập. Chỉ trừ cái trường hợp, trừ cái trường hợp mà mình ở đó bây giờ thiện pháp nó không có tăng trưởng, mình sống với cái người đó thiện pháp không tăng trưởng mà ngược lại lại còn thiếu thốn về cái tứ sự nữa, thì chúng ta thấy được rồi, cái chỗ này không được. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta, chúng ta ra đi dầu lúc đó là ban ngày hay ban đêm cũng được, có sinh hay là chưa sinh gì, mình từ giả mình đi cũng được hết.
Đó, mà bây giờ ngược lại cái chỗ đó mà mình tu tập cái thiện pháp nó không tăng trưởng, mà tứ sự dồi dào, mà vật chất dồi dào, chỗ đó mình cũng suy xét lại nữa. Ở đây đó mình vô mình xuất gia, hoặc là mình đi tìm thầy mình tu tập, mình tìm bạn đồng phạm hạnh của mình để mà mình tu tập, chứ không phải mình tìm về những cái vật chất đó. Mà bây giờ đó, mình ở đây thì chắc nó dồi dào thiệt, nhưng mà pháp nó không có tăng trưởng gì hết, thôi cũng không được, chúng ta phải bỏ đi để mà chúng ta tìm chỗ chúng ta xuất gia. Thì quý vị thấy rằng á, vậy thì ở trong cái bài kinh này đó, chúng ta thấy rằng sáu cái điều này, sáu cái chú xứ, sáu cái chú xứ này, cái điều quan trọng nhất là cái gì? Cái điều quan trọng nhất là cái thiện pháp của chúng ta, chúng ta có đạt được cái thiện pháp đó hay không. Thì nếu mà chúng ta đạt được cái thiện pháp đó thì dù cho cái chú xứ đó là khó khăn hay là không khó khăn gì, chúng ta cũng nên hoan hỷ để mà chúng ta ở lại đó. Thì quý vị thấy rằng đối với cái đời sống này á, chúng ta nhớ Đức Phật đã dạy cho chúng ta rồi: khó thay được làm người, mà khó thay được sống còn, khó thay được sống còn rồi khó thay gặp Phật ra đời, khó thay được nghe diệu pháp. Hoặc là chúng ta thấy rằng xuất gia là một cái điều khó, xuất gia là một cái điều khó, rồi mình hoan hỷ trong cái đời sống là xuất gia, nó là một cái điều khó. Thành ra khi mà chúng ta suy xét về những cái điều này rồi đó, thì chúng ta phải đi tìm cái thiện pháp. Khi mà mình được xuất gia rồi, mình làm sao mà mình hoan hỷ ở trong cái đời sống xuất gia này nữa, là bằng cái cách nào? Bằng cái cách là mình đã thấy thiện pháp càng ngày nó càng phát triển, thiện pháp của mình á, càng ngày nó càng tăng trưởng. Thì như vậy á, thì coi như là chúng ta có thấy cái sự hoan hỷ đó, để mà chúng ta ở lại, chúng ta tu tập, giống như các vị tỳ kheo ở trong thời Đức Phật, các vị đã từng quán rồi, các vị đã từng quán xét, từng nhắc nhở ở trong tâm đời sống xuất gia của mình là không phải vì trốn nợ mà xuất gia, không phải vì bị vua quan truy đuổi mà mình xuất gia, không phải vì cái sự mà đói khát mà mình xuất gia. Mình xuất gia ở đây là để mà mình muốn thành tựu được phạm hạnh, muốn chứng đắc được những gì mà các bậc thánh đã chứng đắc. Thành ra mình dù cho đời sống khó khăn, mình cũng phải ở lại để mà mình tu tập, để mà mình đạt đến những cái pháp mà của bậc hiền nhân đã chứng đắc đó. Mà hãy mà nếu mà đời sống của chúng ta có được đầy đủ về tứ sự, đầy đủ về nhu yếu phẩm, mà thiện pháp của chúng ta tăng trưởng, thì chúng ta cũng nên ở đó để mà tu tập. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì những cái chi pháp á, nó chỉ có như vậy thôi quý vị. Có nghĩa là mình coi, mình suy xét kỹ rồi thì mình thấy cái điều nào mà nó thích hợp thì chúng ta phải quyết định, cũng như là chúng ta có một cái sự nhất quyết để mà chúng ta ở lại đó tu tập, hay là chúng ta phải rời khỏi cái chỗ đó tu tập. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học ngày hôm nay thì con cũng xin được trình bày với bấy nhiêu lời như vậy. Bây giờ con xin được kết thúc cái bài giảng này. Với cái phần phước này, chúng con xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hệ thọ lãnh đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sau khi cái kinh này đã được phát tích, bậc thì bậc tự sinh từ gõ nó ở trước quán và thường gõ có nghe được không? Nếu mà bậc sau tự sinh đang ở trước quán, thì quý vị nghe không được không? Bậc thì tự sinh từ gõ có ở trước máy và thường gõ có nghe được không? Dạ, một lần nữa xin được hỏi trường đạo tự siêu, trường đạo có nghe được không? Chắc quý vị chờ chủ trương một chút.
Thượng tọa Pháp Đăng ơi, Thượng tọa có mặt ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Đăng, Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không vậy? Không biết Sư Nguyên Thông có nghe được không? Dạ. Sư Nguyên Thông có nghĩ chia sẻ một vài ý kiến đó là ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng cho dù mình ở bất cứ nơi nào, nhưng mà nếu mình thấy được rằng ở nơi đó đời sống tinh thần của mình, đời sống tu tập của mình nó bị suy giảm, thì mình nên bỏ đi, dù là ban đêm. Dạ, xin lỗi Sư Minh Thông, có Thượng tọa Pháp Đăng rồi. Dạ, sẽ đến Thượng tọa Pháp Đăng, sau đó sẽ đến tới Sư Minh Thông. Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa hiện cho biết ý kiến là Đức Phật Ngài dạy rằng mình ở bất cứ nơi nào, dù là trong rừng hay ngoài phố, ở trong làng, mà nếu mà mình nhận thấy rằng đời sống tinh thần mình nó bị suy giảm, thì mình nên bỏ đi. Dạ. Nhưng mà vấn đề tại đây là cái sự lượng định về tiến bộ và suy giảm về đời sống tinh thần mình, nó có dễ dễ lường định hay không, hay là biết mình không phải là chuyện dễ? Xin thỉnh ý kiến của sự thọ bạn. Trong cái câu thảo luận mà từng tọa đi ra để hỏi đó, thì con xin chia sẻ như thế này. Vì mình dựa vào cái gì để mình biết rằng mình tu tập mà được? Thì thường thường chúng ta dựa vào cái sự tu tập mà giới định tuệ. Thường thì quý vị biết rằng khi mình nói rằng mình ở một cái trú xứ nào đó, thường thường thì những cái điều kiện phương tiện mà nó đúng pháp, thường thường mình ở chỗ nào đó, mình sống mà mình đi bát khất thực, có những người tín tâm họ ủng hộ ở trên phương diện bên ngoài, phương diện bên trong là mình có cái vật thực thì mình dễ tu tập, có y phục, có thuốc trị bệnh cũng dễ tu tập. Thường thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật thì Ngài vẫn nói rằng danh và sắc là hai cái nguồn hiện tượng liên quan lẫn nhau. Thường thường mình nói rằng một cái người mà tu một thời để đắc chứng đạo quả thì nó cũng có vật thực, nó có bạn lữ, nó có trú xứ, nó có mình quân biện bình được các quyền, thì mình sẽ dễ chứng được trong cái thời tu tập. Như vậy thì rõ ràng mình biết rằng cái trú xứ mình ở, cái vật thực mình ăn, rồi cái bạn lữ mình có, rồi cái năm quyền mình tiến bộ đó, thì mình rất là dễ để chứng ngộ đạo quả. Như vậy thì cái sự lượng định đó, thì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng mình tu chỗ nào đó thì mình nương tựa vào cái giới định tuệ. Thường thì quý vị biết rằng có những cái trú xứ đó mình đi tìm vật thực rất là khó. Cái vật thực nó khó như vậy nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình. Nên thường thường Đức Phật Ngài dạy cái bài kinh Bảy Mồi đó là những cái bài nai đó. Bài nay nó ẩn sâu quá, nó cũng đói khát, do đói khát nó cũng khi nó có vật thực thì nó tham đắm, nó cũng bị dính bẫy. Một bài nay mà ở gần quá nó cũng sẽ bị nguy hiểm. Nhưng một bài nay nó ẩn chỗ nào đó, nó biết cách ra để nó ăn và nó biết cách để nó rút vào đó, thì cái người dân bẫy mồi khó bắt được cái bài nay khôn ngoan như vậy. Thì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết những cái bài kinh như vậy, hoặc là những cái hiểu biết mà mình hiểu biết về danh sắc, có nghĩa là thân và tâm của mình đó. Thường thường thì quý vị biết rằng chúng ta sống thì cái thân chúng ta đó, nếu mà lạnh quá đó, thường thường quý vị thấy cũng như câu chuyện ở Mã Đề Thôn của Mã Lão Bà đó, biết chữ tăng mà bị nào mà giống như là ăn uống vật thực mà cái vật thực nó làm cho mình thôn trầm đó, thì bà biết cái cách để ngăn ngừa vật thực đó.
vị nào mà bị buồn ngủ thì bà dùng cái bật thực nào đó ăn uống cho cái người nó nhẹ nhàng, nó dễ, nó đỡ hôn trầm. Thì chính vì điều đó nên những cái vị tỳ khưu này nó chưa có đắc quả gì, nhưng mà bà biết rằng cái bậc thực mà hộ độ nó thì sẽ giúp cho chư tỳ khưu đắc quả A-la-hán. Thì chúng ta thấy rằng ở trong Tứ Giải Thiền Quán cũng nói khi một người mà tu tập một cái trú xứ rồi cái bạn lữ, cái thời tiết nó cũng ảnh hưởng, bởi vì chúng ta tu tập mà cái thời tiết nóng chỗ nào mà nóng quá đó, nó cũng làm cho chúng ta rất là khó chịu. Quý vị thấy cũng như là bên Miến Điện một cái lúc chúng tôi đi qua đó, chúng tôi thấy lúc nóng, quý vị biết rằng 3-2 giờ chiều rồi mà rời vô cái tường nó nóng như là mình nung trong cái hầm than vậy đó, mồ hôi ra ướt hết người luôn. Thì lúc bây giờ mình những cái lúc như vậy đó, chúng ta rất là khó để mà ngồi mà tu được. Tại vì thường thường quý vị biết rằng cái thân chúng ta mà nó yên tĩnh, nó đừng có bị những cái thống khổ đó thì mình mới dễ tu tập. Còn cái thân của mình mà bị những cái cảm giác đau đớn, cảm giác khó chịu, nó cũng rất là khó để cái tâm mình định tĩnh. À, như vậy thì Đức Phật này cũng biết rằng danh và sắc là hai cái nguồn hiện tượng, mà danh và sắc đó thì nó phải có những cái hiện tượng như tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. À, thì có những cái hiện tượng đó thì cái tâm chúng ta đó, cái thân chúng ta đó, nó có hai cái sự tương tác với nhau như vậy. Hãy nhu thân thì nhu tâm, thuần thân thì thần tâm, chánh thân chánh tâm, khinh thân thì khinh tâm. Thì như vậy á, thì khi mà chúng ta nghe như vậy, chúng ta biết rằng ở chỗ nào mà mình lượng định tu tập được đó, là mình thấy được về thân và tâm của mình nó tiến bộ trong giới định tuệ. Mình ở như vậy thì một thời gian mình sẽ đắc được đạo quả. Mình ở những chỗ như vậy mình tu tập mình rất là dễ tiến bộ. Còn tại vì mình tu tập á, thì mình có cái ý tứ ở trong cái việc ăn uống, cái việc mà tu tập đó. Thường thường cái người mà tu tập có cái năng lực tu tập đó, thì vì đã luôn để ý cái ăn uống, cái nhu cầu bản thân của mình mà nó có thuận lợi để cho mình dễ dàng tu tập đó, vì nó sẽ tự có cái kinh nghiệm quý vị. Nên cái kinh nghiệm trên tự thân của chúng ta, trên tự thân chúng ta. Nhưng mà nếu mà nói về trong những cái tâm sở đó, thì quý vị thấy 19 tâm sở tịnh hải biến hành đó, nó cũng có những cái tâm sở mà tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Có nghĩa là thân nhu nhuyễn, thân nhẹ nhàng, tâm nhẹ nhàng, thân khinh an, tâm khinh an. Như vậy thì cái thân khinh an á, mà chúng ta biết rằng cái thân chúng ta nó có cái vật thực, nó có cái y phục, nó có cái thời tiết mà nó phù hợp, nó cũng là những cái điều kiện để cho cái thân, cái tâm mình nó nhu nhuyễn, nó dễ sử dụng, nên mình có thể tiến bộ được. Còn nếu mà cái thân, cái tâm mình nó, cái thân của mình nó bị, mà thường thường trong Phật giáo mình cũng thường biết đó, cái cảnh lớn hay cảnh rất lớn đó, thì cái tâm nó sanh khởi. Ví dụ như cảnh lớn, những cái vật gì mà nó va chạm vào thân chúng ta, hoặc là những cái tiếng ồn nó lớn quá thì cái tâm nhĩ thức nó sanh khởi, hoặc là nắng nó nóng quá thì cái tâm thân thức nó sanh khởi. Vì đó là cảnh lớn, cái cảnh rất lớn thì tự nhiên cái thân của mình nó bị nóng quá thì nó đổ mồ hôi thôi. Nó bị lạnh quá thì nó làm cho cái tâm mình cũng cũng cái tâm thân thức của mình nó có những cái thống khổ, thành ra nó có cái sự liên quan như vậy. Nên khi mình thấy chỗ nào mà nó có những cái điều kiện thuận lợi về về vật thực, y phục, thuốc trị bệnh, trú xứ đó, mà thân tâm mình nó dễ dàng tu tập, đó là cái sự tiến bộ. Mình đo lường như vậy mình thấy thấy sự tiến bộ. Còn chỗ nào đó mà vừa vừa khổ thân vừa khổ tâm đó, thì chỗ đó đó mình có ở lâu nó cũng không có tiến bộ. Không tiến bộ, tại vì thường thường những cái trở ngại đó, những cái trở ngại nó sẽ làm cho mình là rất là khó tu tập. Nên cái sự lượng ước về cái sự tiến bộ của nội tâm đó, nó cũng liên hệ đến thân tâm, chứ nó không chỉ là thuần cái thân không hay là thuần cái tâm không. Bởi vì cái thân và tâm chúng ta quan lẫn nhau. Chính vì điểm đó, đó nên cái người tu tập đó tự mình phải kinh nghiệm ở chỗ nào mà thân mình nó cũng dễ dàng tu tập, và nó có những cái thuận lợi để mình tiến bộ
mình có thời gian tu tập, có cái khí hậu mát mẻ, có bạn lữ hòa đồng, có cái điều kiện mà nó tương đối để cho mình tu tập. Như vậy thì chúng ta sẽ tiến bộ. Thì theo con nghĩ rằng nếu một cái sự tiến bộ hay là không tiến bộ đó, thì cái vị tu tập đó tự phản tỉnh, mà vị đó biết ở đây là giới định tuệ nó tiến bộ. Những cái giới nào do cái điều kiện nó sanh khởi thì nó có những cái điều kiện đủ để sanh khởi. Như là người ta có lòng tin, ta hộ độ những cái vật thực, người ta có ý tứ này kia nọ, thì mình sống ở đó thì rất là dễ để mình cái thân mình nó an ổn. Và khi thân an ổn thì cái tâm mình nó cũng dễ an trú. Tuy rằng nhiều khi mình nói mình tu tâm, nó thật sự cái thân và cái tâm của mình nó liên quan lẫn nhau, chứ không phải là không liên quan. Thì theo cái thảo luận số 1 thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì con thỉnh tương tạm. Bây giờ thì con xin lệnh để cho tương tạm. Chào thưa quý sư tổ Pháp Đăng. Bạch sư tổ Tuệ Siêu, sư tổ có ở trước máy không? Nếu sư tổ Tuệ Siêu đang ở trước máy và nghe được, kính xin sư tổ không hề trả lời cho câu thảo luận. Có lẽ sư tổ Tuệ Siêu không có trước máy. Sư Nguyên Thông, qua cái bài kinh này mà chúng ta được học đó, thì sư Nguyên Thông có nghĩ rằng Đức Phật Ngài có dạy rằng bốn món vật dụng hay là bốn cái nhu yếu căn bản nó không quan trọng hay không? Dạ, mình đọc cho kỹ là thì đối với Đức Phật, qua lời dạy của Đức Phật của bài kinh này thì bốn cái vật dụng có quan trọng hay là không quan trọng? Và nếu quan trọng thì quan trọng ở như thế nào? Và không quan trọng như thế nào? Xin thỉnh sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ có đáp án cho câu thảo luận số 2, hỏi rằng qua bài kinh này phải chăng Đức Phật giảng dạy rằng bốn nhu yếu của đời sống thật sự ra không quan trọng? Kính thưa sư phụ, con có đọc bài kinh, trong đó có nói đến cái sự hộ độ của một bà lão là bà mẹ của cái thôn trưởng Thủy Lưu Thôn. Trong đó thì lúc đó thì cái bà mẹ đó bà gặp một số tỳ kheo đang đi nhớn nhác trong một cái nơi mà bà ta đang cư ngụ, thì bà ta hỏi: kính thưa chư vị chư phụ, đang tìm kiếm cái gì vậy? Thì bà nghĩ rằng tư chư vị này đang tìm kiếm cái chỗ để mà hành cái sa môn pháp, cho nên bà ta mới là hỏi có phải như vậy không. Nếu vậy thì bà ta sẽ mời bà, mời chư vị đó, để bây giờ bà ta đã hứa rằng đã sẽ cất một cái tịnh xá cho chư vị đó để có chỗ ngủ. Và bà nói rằng nhờ vậy thì bà ta sẽ được xin giới hàng ngày. Thì chư vị đó thấy như vậy rồi đồng ý. Thì khi mà chư Tăng đang ở đó, rồi đến ngày sau thì bà ta thấy chư Tăng biến đâu mất hết. Cái bà ta mới không biết tại sao, cái bà ta mới là không biết là sao mà là liên lạc được chư Tăng. Thì có cái người hàng xóm nói thì muốn liên lạc cái chư Tăng thì chỉ đánh kẽn lên thôi. Thì cái bà đã đánh kẽn thì chư Tăng trở về. Thì bà ta hỏi như vậy như tại sao là bỏ chỗ này đi. Thì chư Tăng mới nói là không phải tôi bỏ cái chỗ này, nhưng mà tôi đi vào rừng để hành sa môn pháp. Thì cái hành sa môn pháp là những cái đề tài mà Đức Phật giảng dạy cho để mà tu hành để đắc A La Hán, thì cái đó gọi là kasina, là cái đề mục mà thiền của mình đó. Thì cái bà hỏi vậy, nếu như vậy thì những đề mục thiền đó là những người bình thường có thể hành được hay không? Thì chư Tăng nói thì những lời mà Đức Phật giảng dạy, nếu mà bất kỳ ai mà tin tưởng nơi Tam Bảo và kính trọng Phật, kính trọng Pháp và kính trọng Tăng đều có thể thực hành và chứng đắc được. Cái bà ta nói là nếu vậy thì cho tôi xin, cho tôi được cái đề mục đó để bà làm. Thì sau khi bà nhận được cái đề mục đó
thì bà hành thì bà chứng đắc tam quả là a na hàm và chứng được tha tâm thông và tứ tuệ phương cách. Thì xin mời bà đó có được cái tha tâm thông rồi thì bà đó quán sát chư chư tăng thì chưa có người nào chứng được quả, và bà thấy là chư tăng bàn nhau là thích ăn cái món này thích ăn món nọ, và bà ta bà đã theo cái ý của chư tăng vậy là bà làm những món ăn thích hợp cho từng chư tăng ở đó, và tiếp tục làm như vậy sau 3 tháng thì 60 chư tăng đó đều chứng A La Hán. Và chứng A La Hán rồi chư tăng về về trở lại về chùa thì Thế Tôn hỏi chư này chư tỳ kheo các con đi khất thực có vất vả hay không, thì chư tỳ kheo thuật lại sự việc là bà xã là cái bà thôn trưởng này, bà mẹ của vị thôn trưởng này có lẽ họ bà ta biết là tha tâm thông, bởi vì tụi con mỗi người nghĩ là mình thích ăn món này thích ăn món nọ thì đã được hoàn toàn vừa ý, và nhờ vậy cho nên là chư tăng đó không có bận rộn về gì về cái phải đi khất thực xa xôi, và nhờ đại vậy là họ có sức khỏe và họ an ổn và họ tinh tấn tu hành. Và sau khi tinh tấn tu hành chỉ trong vòng 3 tháng mà tất cả 60 vị tỳ kheo đó đều đắc A-la-hán. Dạ, kính thưa sư phụ, với cái câu hỏi của sư phụ rằng qua bài kinh này có phải Đức Phật giảng dạy rằng bốn nhu yếu phẩm của đời sống thật ra là không quan trọng? Kính thưa sư phụ, qua cái lời giảng dạy của sư phụ Pháp Đăng và cũng như là cái điều mà con đọc trong kinh thì con thấy là cái sự nhu yếu bốn nhu yếu phẩm đó, bốn nhu yếu của đời sống thì thật ra là rất quan trọng là đối với chư tăng, vì nếu mà họ có những nhu yếu đó mà ăn vừa miệng ăn của họ và họ không phải bận tâm về sanh kế, bận tâm về thực phẩm nữa, thì họ đã dồn cái thời gian vào để quán sát cái bài Kasina mà Thế Tôn đã cho họ, thì họ đã an tâm và dồn tâm được trí tuệ của mình để thực hành cái giáo pháp, và do vậy cái kết quả đã xảy ra. Và trong kinh nói lại là 60 vị tỳ kheo đó đều chứng A La Hán hết. Và sau khi mà những người đó thuật lại cho Thế Tôn vậy thì bên cạnh Thế Tôn có một vị tỳ kheo muốn được đi như vậy, bèn xin Thế Tôn một cái đề mục và cũng trở lại cái chỗ đó và cũng đã đắc được A La Hán. Rồi cái vị tỳ kheo này mới quán lại cái bà này, sao mà bà tốt quá như vậy, thì cái vị tỳ kheo đó quán thì thấy cái bà này ở trong kiếp 99 của ngài thì bà đấy là vợ của ngài và đã phản bội ngài và đã giết ngài. Thì lúc đó thì bà cũng dùng tha tâm thâm thấy được cái vị tỳ kheo đó như vậy, mấy là dùng thiên nhĩ thông nói luôn là nói là xin ngài hãy quán thêm cái kiếp thứ 100 của ngài. Thì Đức Phật thì cái vị tỳ kheo đó quán thêm cái kiếp 100 của ngài, thì chính là bà mẹ của vị thôn trưởng này là cũng đã là vợ của ngài ta và đã hy sinh mạng sống để cứu mạng của bà ta, có cứu nạn mạng ông ta. Và cái vị A-la-hán này thấy trong tâm được thỏa mãn là vì người này đã một lần phản bội mình và một lần cũng đã giúp mình. Vì vậy cho nên sau đó thì vị tỳ kheo này trong kinh nói rằng ông ta thân hoại mạng chung vì cái tuổi thọ đã hết. Và thân hoại mạng chung với cái tâm quan hỷ và cái giới tâm an ổn. Thì kính thưa sư phụ, qua bài kinh này mà con thuật mặc dù vắn tắt nhưng mà dường như đầy đủ, thì thấy rằng cái bốn nhu yếu của đời sống thật sự ra rất là quan trọng và cần thiết cho chư vị tỳ kheo trong khi họ hành cái sa môn hạnh để mà chứng đắc A-la-hán và họ đã thành công. Kính thưa sư phụ, do đó con có thể nói rằng cái bốn nhu yếu của đời sống rất quan trọng, và tăng khi mà họ
hành mời sư phụ trở lên. Sao chú, xin trường xin Nguyên Thông, thưa tòa thượng quyền, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thượng quyền đang ở trước máy và nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoàng nghị trả lời từ câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa thượng quyền, thượng tọa, dạ. Thượng tọa thượng quyền, ở trong bài kinh này, Đức Phật ngài có dạy rằng một vị tỳ kheo ở nơi nào đó, mà khi mà nhận ra rằng mình ở đây, thiện pháp suy giảm mà bắt bất thiện pháp tăng trưởng, thì biết được điều đó lúc nào thì nên rời chỗ đó mà ra đi. Nhưng mà rồi chúng ta cũng nghe những đoạn khác là một vị tu sĩ nên có những cái hạn chế, ví dụ mình đi đâu mình làm gì cũng nên hỏi cha mẹ, hỏi tham khảo thầy tổ, tham khảo người này người kia, hơn là mình tự đi ý đi lung tung. Thì theo kinh nghiệm của sư tổ sư Nguyên, thì cái việc mà vị tu sĩ thay đổi chỗ ở, một vị tỳ kheo thay đổi chỗ ở, nó có cần thiết để chúng ta cân nhắc và hỏi lại vị trụ trì hay vị thầy mình, hơn là mình quyết định lúc nào đi lúc nào không? Rồi lời dạy Đức Phật ở đây nên hiểu như thế nào? Xin thỉnh sư tổ sư Nguyên. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khá Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng ta. Kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Sư, Thượng Tọa Giáo Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Tuệ Tri, đến Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng Đàn hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu mà đối với một người xuất gia thì nếu chúng ta nói về cái ngày trước đó thì chúng ta không nông, nhưng chúng ta nói trên tinh thần của người xuất gia ở hiện tại, cái chỗ ở đó là một vấn đề quan trọng. Nhưng không không phải vì một chỗ ở đó mà trói buộc chúng ta tất cả. Có những chỗ ở mà nếu như như chúng ta nói theo kinh văn đó, thiện pháp tăng trưởng, ác pháp thối giảm thì quá tuyệt vời. Nhưng nơi nào mà chúng ta tu tập chúng ta cảm thấy an vui, có thể tiến hóa về đạo hạnh, có thể tiến hóa về pháp học hay pháp hành, thì chúng ta nên giữ gìn cái chỗ ở đó mà ở. Còn nếu như cái chỗ ở mà nó được đầy đủ nhưng không tiến hóa về cái pháp học hay pháp hành thì chúng ta nên chuẩn bị đi, dù cho nó có đủ tiện nghi và điều kiện một chút xíu. Thì đây là tánh ý của mọi người thôi. Nhưng điều mà phải nói rằng là nếu như cái quy trình theo pháp luật đó, thì một vị xuất gia, chẳng hạn như vị tân sư là sa di thì trọn đời rồi. Còn nếu như một vị tỳ kheo thì cũng phải là 5 năm đối với vị thầy của mình. Thì dầu cho vị thầy đó chính là vị hòa thượng bổn sư hoặc là vị a sa lê, tức là vị thầy giáo thọ của mình, thì đây là một điều rất tốt. Nhưng điều thì ngày nay thì cũng khó mà làm như thế. Rồi có một số vị nhiều khi thay đổi chỗ ở, không muốn ở nữa, thì đúng lý ra thì nếu sống trên thần pháp luật thì vị ấy không được phép thay đổi, nếu như chỗ đó là nó không gây cái gì bất ổn đến cho cái đời sống phạm hạnh của mình, cái đời sống tu tập của mình. Thì nếu như vị ấy mà tự ra đi thì vị ấy chưa có một tinh thần chấp trì tôn trọng pháp luật của Phật. Còn nếu như chúng ta có một việc cần phải ra đi để chúng ta tiến hóa thêm cái pháp học hay tiến hóa thêm pháp hành, thì nếu như chúng ta xin phép thầy, có thể xin phép thầy trình cho thầy biết cái mong muốn của mình, thì cái điều đó nó sẽ tốt hơn. Thì nhiều khi để mà đầy đủ được mà suốt 5 năm thì cái điều này thì phải nói rằng đó là một điều rất là khó chứ không phải là dễ đâu. Cái điều này chúng ta phải nhìn nhận thực tế, bởi vì đòi hỏi người đó phải có một cái tâm tu rất là tốt, người đó có một cái tâm ý niệm và ý thức cái việc tu của chính mình nó lớn,
mới được. Chứ còn nếu như sống mà cứ chúng ta chỉ xuất gia vào mà chỉ có hình thế, hình thức, hay xuất gia vào vì cái tinh thần mà như là sáu hạng xuất gia, thì cái điều này là bỏ tay. Thì ở đây thì chúng ta thấy trong cái tinh thần tu tập đó, một người tu thì ở chỗ nào chúng ta đừng đừng có mượn cái chữ tùy duyên, mà chúng ta rồi mang cái chữ tùy duyên đó đi, rồi chúng ta quên đi cái pháp luật của Phật đã dạy. Nếu như chúng ta đã tu thì chúng ta phải chấp trì tinh thần pháp và luật. Mà ngày nào với đức các thầy tỳ kheo mà còn chấp trì trên cái pháp và luật thì ngày đó Phật pháp được thịnh hành. Thì đó chính là Vinayo Sasanamulang, giới lực là nền tảng. Mà chỉ một cái việc ở thôi, một việc chấp trì của tự thân thôi, nó là một sự thể hiện, nó là một cái pháp ngữ. Cái hành động đó nó thay cho cái lời nói, để chúng ta thay cho cái kinh văn của Phật đã truyền dạy, thì quả thật chúng ta sẽ được cái sự tốt đẹp vô cùng. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta tự ý, chúng ta sống theo cái suy nghĩ của chính mình, thì hỏi rằng cái điều này được phép hay không, thì tự ý mình muốn xoay, tự ý mình muốn chuyển thì phải nói rất là khó khăn, mà nó không đúng trên cái tinh thần luật pháp. Thí dụ như bây giờ con có một vị đệ tử, bây giờ thí dụ như xuất gia xong rồi giờ không thích nữa, cứ mà đi qua chùa của Thượng Thọ Pháp Đăng, thì thích không thích chùa Thượng Thọ Pháp Đăng, đi xuống chùa Sư Phụ Tỳ Siêu, rồi cứ đi vòng vòng như vậy, mà có những vị cũng lạ vậy, cũng tức cười lắm. Những điều mà hỏi gì chứ bây giờ sao đây? Thì rồi các vị thầy thì cũng nhìn thấy rằng nếu người ta muốn đi rồi thì mình nói gì nữa. Giữ người ở chứ không có giữ người đi, mà tâm muốn đi thì thôi, họ không có chấp trì tên của tinh thần pháp luật thì thôi, cứ ra tùy duyên. Như chính họ đã lấy cái chữ duyên ra mà nói, thì như chúng tôi đã xác nhận, nếu chúng ta đã tu thì chúng ta không thể nói cái thông tư tự quyết được, khi mình chưa có đủ khả năng, khi mình chưa đủ cái thời gian, cái năm tháng, thì nó chưa có già cả, nó chưa có cứng cáp, nó chưa có chín mùi, nó chưa có đầy đủ. Thì cần nhờ, cần nương, cần tựa đối với các vị thầy, đối với các vị bổn sư hay a sở lê của mình, để chúng ta học tập, để chúng ta chỉ dạy, để chúng ta được cái sự chỉ dạy, được cái sự học tập để tấn hóa trong Phật pháp. Còn đứng trên tinh thần, nếu các vị mà tự sinh, tự ý mà muốn thay đổi chỗ ở, thì quả thật thì các vị lớn hay là các vị thầy, người ta không cản, không nói gì, đó là tự ý mình. Nhưng điều mà chúng ta phải nhớ, còn một cái ý chỉ nó, đó chính là pháp luật của Phật. Còn chúng ta cho rằng là ở chỗ nào mà thiện pháp, khi mà chúng ta đã đủ tiêu chí và điều kiện, thì khi nào mà thiện pháp khởi sanh lên nhiều ở chỗ đó thì dầu cho đủ chúng ta cũng không đi. Còn những ác pháp khởi sanh lên thì dầu cho như thế nào chúng ta cũng không ở, thì cái đó nó còn là một vấn đề phải giải thích. Chỗ này thế nào là cái chỗ đó mình tu như thế nào, mình viễn ly ra sao, mình yếm ly, mình có tốt đẹp thật sự không, hay là vì lý do hoàn cảnh gì đó, hay là cái sự phiền muộn, cái sự chán chường, cái sự bực bội gì đó mà mình muốn thay một cái cách sống mới, một cái hoàn cảnh mới, thì cái đó là nó còn là một cái vấn đề khác nữa. Thì kính bạch Thượng Tọa, hỏi rằng nếu như Thượng Tọa nghĩ rằng là bây giờ nếu mà chúng ta có sự thay đổi đối với người xuất gia thì cái điều đó có thể tự quyết chăng? Thì nếu như chúng ta đã đầy đủ cái thời gian 5 tháng đối với vị thầy mình ở 5 năm, hay ít nhất cũng phải 3 năm, 4 năm, chứ mới 1-2 năm mà chúng ta rời đi rồi thì cái điều này là nó không đúng. Tự ý chúng ta bỏ đi là chúng ta chưa có chấp trì trên cái tinh thần pháp và luật của Phật. Và cũng như là chúng ta cũng chưa thật sự đón nhận và đầy đủ cái sự thụ giáo, cái sự thọ giáo trên cái những cái lý tu, những cái pháp học pháp hành của vị thầy. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, đây là cái câu trả lời của chính con. Nếu có điều cần bổ túc thì kính cùng thánh ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thủ kính trân Thượng Tọa Thượng Quyền. Đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính còn ở trước máy không? Nếu được kính thỉnh đại đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho
câu thơ lược số 4. Đại Đức Tính ở đây, ở trong bài kinh này, Đức Phật ngài đề cập đến 6 cái trú xứ ở trong rừng, hoặc là ở lạc bạc, hoặc là ở thị trấn, ở kinh đô, v.v. Thậm chí sống giữa tăng, giữa người này người kia. Nhưng mà rồi Đức Phật ngài dạy rằng nó còn có lý do khác, nó còn có một cái chuẩn khác là tứ bậc dụng có hay không, hoặc giả là mình tu hành có tiến bộ hay không. Thì mình đọc bài kinh này, nếu người ta nghĩ rằng cái việc mình ở đâu cũng không quan trọng, theo lời dạy này dù ở trong rừng hay ở thành thị cũng không quan trọng, thì nói nhiều về cái tính chính xác không, hay là chúng ta nên hiểu trong một ý nghĩa khác cái tỉnh này thuộc tức. Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đản, mà thượng tọa Thầy Quyền, mà thượng tọa Minh Hạnh, chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Qua câu hỏi của thượng tọa vừa nêu lên đó, thì ở trong cái bài kinh này là thì con thấy rằng là đề cập đến cái trú xứ mình ở mà thiện pháp nó được tăng trưởng, dù đời sống vật chất nó có khó khăn hay là nó có dồi dào gì đó, thì chúng ta cũng ở đó để mà tu tập. Nhưng mà dựa theo cái bài kinh này hỏi rằng là cái trú xứ ở đâu nó cũng không có quan trọng, thì theo như con thì con nghĩ rằng là nó chưa hẳn là như vậy. Nó chưa hẳn là như vậy. Có nghĩa là đối với cái đời sống tu tập, cái trú nó rất là quan trọng. Quý vị thấy rằng thường thường khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có được một cái trú xứ nó thích hợp, nó cũng là một cái điều kiện thiết yếu cho thiện pháp nó tăng trưởng. Thí dụ như chúng ta, thật ra thì tại vì có nhiều khi ở trong cái thời nay chúng ta không có sống ở rừng được, thí dụ như do ở có quốc độ thì chính phủ người ta không cho, rồi có những cái quốc độ thì nó không có cái điều kiện thuận lợi. Chứ thật sự ra đó, quý vị biết rằng khi mà một cái vị tỷ kheo mà sống tu tập ở rừng, ở núi, thì cái vị đó sẽ những cái chí hướng, những cái sự hướng tâm đến tâm linh nó dễ diễn ra, nó sẽ dễ dàng nó diễn ra, hoặc là nó hướng tâm mình đến tu tập. Bây giờ quý vị thấy rằng thí dụ như giả sử bây giờ chúng ta nói một cái điều nó bình thường thôi, trong một cái đêm mưa đó, chúng ta bây giờ nếu mà chúng ta ngồi chúng ta xét lại, ngoài trời thì nó mưa rồi, hoặc là ở trong cái thời gian này bệnh dịch nó tới, cũng như là quý vị thấy ở trong trong những ngày gần đây đó, thì ở tại Việt Nam bệnh dịch nó tăng trưởng. Bây giờ chúng ta ngồi chúng ta quán xét, bây giờ mình đi đâu làm gì bây giờ, mình đi không khéo mình đi đến cái chỗ đó mình còn làm phiền cho người ta nữa, mình làm phiền cho người khác nữa, thì vậy thì chi bằng bây giờ mình chỉ có ngồi ở lại mà mình thôi. Thì cũng vậy, một cái vị tỳ kheo mà ở trong rừng, chúng ta thấy rằng mình đi ra khỏi rừng nó cũng khó khăn, rồi nó đầy cái sự khó khăn, mà hơn nữa đó mình ở đây thì nó quá thuận lợi, thì mình phải cố gắng mình tu tập. Nói chung là khi mà mình ở một cái trú xứ rừng hay là núi hay là trên đồi vân vân, thì những cái chỗ đó nó sẽ ủng hộ, nó sẽ làm cho cái đời sống tu tập của mình nó dễ hướng đến cuộc tu, dễ hướng đến cái đời sống tâm linh hơn. Nhưng mà không phải vì đó, không phải vì vậy mà chúng ta bác bỏ những người ở thành thị. Ở đây nói về cái điều mà dễ tu tập, dễ hướng tâm đến tu tập, và cái chỗ khác mình
khó hướng tâm đến tu tập. Thí dụ như bây giờ mình ở một cái chỗ mà ở trong kinh nói rằng là mình ở gần một cái bến nước đi, thì mình thấy người ta đi đến đó, người ta lấy nước, rồi người ta giặt giũ, rồi người ta tắm rửa. Trong khi người ta làm những cái công việc đó đó, thì đâu phải là người ta im lặng mà làm đâu. Cái tiếng nói qua tiếng nói lại, rồi những cái tiếng cười này, những cái tiếng xe cộ vân vân, thì nó sẽ chi phối đến cái đời sống của một cái vị tu tập, một cái vị tu sĩ, hoặc là một cái vị tỳ kheo rất là nhiều đó. Nhưng mà không phải là chúng ta hoàn toàn chúng ta bác bỏ, không phải là chúng ta hoàn toàn chúng ta bác bỏ. Chúng tôi thấy cái điều này có những người người ta ưa so đo, cái vị này sống ở rừng nè, cái vị này mới là một cái vị chân tu nè, rồi cái vị đó nó là còn bị đam mê ở làng mạc hoặc là thành thị vân vân. Thì nếu mà chúng ta so đo như vậy thì không được. Một người mà người ta tu tập đó, người ta có cái thiện pháp rồi đó, thì người ta không có so đo. Quý vị thấy rằng ai mà tu tập mà thiện pháp của người ta nhiều, cái đời sống tu tập của người ta nó vững chãi ở trong thiện pháp, thì quý vị thấy rằng người ta chỉ nhìn lại tâm của người ta, coi bị cái phiền não nào đó nó đang chi phối, chứ không bao giờ người ta ngó ra ngoài. Còn mà những người mà quý vị thấy rằng người ta, mấy cái người mà khi mà người ta ngó ra ngoài là do người ta bị chi phối, bị chi phối bởi cái điều này điều kia. Thành ra nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta có cơ hội chúng ta sống ở rừng núi được thì tốt. Còn nếu mà chúng ta không có được cái điều kiện đó thì chúng ta sống ở trong thành thị, chúng ta sống ở trong thành thị cũng được. Nhưng mà hỏi rằng cái đời sống nào tốt hơn, cái đời nào tốt hơn, thì luôn luôn quý vị thấy rằng là Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo sống ở một cái ngôi nhà trống, hoặc dưới một cái cội cây, hoặc là ở trong một cái khu rừng, thì những cái điều đó nó sẽ tốt đẹp hơn. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này đó, thì con nghĩ rằng là không có, mình không có nói đến cái sự mà ở đâu cũng không quan trọng. Có nghĩa là có những cái chú xứ nó sẽ ủng hộ cái đời sống mình tu tập nhiều hơn, nếu mà mình có được cái sự thuận lợi đó. Còn nếu mà mình tìm không được những cái chỗ đó, thì mình đành phải ở gần làng mạc hoặc là ở gần thành thị, nhưng mà mình làm sao mà cái thiện pháp ở trong tâm mình nó được phát triển, như vậy nó sẽ tốt hơn. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 4 này. Con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú kính trình đại đức Pháp Tính. Thưa quý vị, chúng tôi xin được có vài chia sẻ tiếp theo lời của chư tăng nhân đi qua bài kinh khu rừng hôm nay. Trước nhất thì bài kinh này đề cập đến một cái khía cạnh mà tương đối là điều trăn trở của hầu hết những người xuất gia vào chùa tu, đó là nên ở đâu. Thời Đức Phật còn tại thế cũng như hôm nay đó, thì phải nói rằng riêng về cộng đồng của những vị xuất gia đó, trong Phật giáo đó, thì có nhiều cái lợi thế về mặt về điểm này. Và chúng tôi nói lợi thế không phải là tất cả, nhưng mà tương đối là mở rộng. Vào thời xưa, nhất là thời Đức Phật còn tại thế và ngay cả hôm nay ở tại các quốc gia Phật giáo như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan đó, thì một ở trong những nơi mà một vị tỳ kheo có thể ở được là ở rừng. Ở rừng tức là mình đi đâu mình mang theo một cái lều. Và một vị tỳ kheo mà ở trong rừng, và nếu không có sợ ma, không có sợ thú dữ, không có sợ ở một mình, thì quả thật là ở tại các xứ Phật giáo năm tông như là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện thì rất là dễ dàng để có nhiều khu rừng cho vị tỳ kheo ở.
Ở tại Thái Lan, thưa quý vị, có những cái nơi mà họ dùng làm cái chỗ lò thiêu, thiêu ở trong rừng, thì kheo có thể đến chỗ đó đó để mà ở. Người ta rất là hoan hỷ. Thứ nhất là người Thái thì họ sợ ma, và những cái chỗ mà lò thiêu đó, đó thì thường là có đất rộng, thì dọn một gốc cây nào ra ở dưới nếu vì nó không sợ ma. Còn chùa thì phải nhận là chùa rất nhiều, thiền viện rất là nhiều, và có thể lựa chọn cái chùa đơn giản là ở làng, thì tương đối là cái sinh hoạt nó không có bận rộn rộng rãi. Ở thành thì có, ở thành phố lớn thì có điều kiện học hỏi nhiều hơn. Thật ra đầu tiên là cái câu được đặt ra là một vị xuất gia thì ở đâu, thì ở đây Đức Phật đã đưa ra 6 cái trường hợp, như là chúng ta thấy là ở trong rừng, ở trong làng, ở trong thành phố, ở tại cái kinh đô, hoặc giả là sống ở giữa chư tăng, sống giữa tăng chúng. Sống giữa tăng chúng ở đây có thể là một một vài vị thầy, hay là ở trong cộng đồng tăng chúng đông đảo. Thật ra ở tại các quốc gia Phật giáo thì cũng có cái trường hợp là mình vào trong một ngôi chùa cả ngàn vị, cả 300 400 vị nó khác, mà ở trong chùa 5 7 vị khác. Thì thường một cái chùa Nam Tông ở bên các xứ Phật giáo trung bình thì cũng có vài 30 vị ở chùa, nhưng mà ngôi chùa mà 300 400 vị là chuyện bình thường. Khi mà ra câu hỏi mà ở đâu đó, thì chúng ta có 2 cái cách nhìn vấn đề. Một là một sự lựa chọn hoàn hảo, hai là sự lựa chọn được cái này mất cái kia. Lựa chọn hoàn hảo ở đây đó là mình ở một nơi nào đó đó mà những cái nhu yếu đời sống như là y phục, thực phẩm, ăn thức và thuốc men, dược, tức là dược phẩm đó, cả 4 cái nhu yếu đó mà nó dễ dàng dễ có đó, thì đó là một lợi điểm. Và một cái điểm khác đó là nếu mình ở chỗ nào mà những nhu yếu dễ có mà sự tu tập của mình nó tiến bộ, thí dụ đó là trường thiền, đó là Phật học viện để mình học, đó là một chỗ vị thầy để mà mình có thể nương nhờ, mình học theo cái tánh hạnh của vị thầy đó, thì đây là một cái ưu tiên hàng đầu. Thì nếu mà mình ở nơi nào đó mà cả về nhu yếu vật chất và tinh thần được tiến bộ nữa, thì chúng ta gọi là một cái sự lựa chọn hoàn hảo. Và nhiều người nói là ở trong đời không có gì hoàn hảo, nhưng mà đối với Đức Phật thì cả 2 phương diện vật chất và tinh thần như vậy là được xem là đủ tốt. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà không có được cái sự lựa chọn hoàn hảo thì nên đặt vấn đề là cái gì là ưu tiên. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật dạy là ưu tiên là về vấn đề tinh thần. Ở một nơi mà có thể là cái nhu yếu nó hơi hơi thiếu thốn, nhưng mà mặt tinh thần có sự tiến bộ, thì sự lựa chọn là nên ở đó. Lấy một ví dụ là có nhiều vị xuất gia từ bên Mỹ muốn sang bên Miến Điện để mà tu học, thì ở tại Miến Điện đó đa số các trường thiền thì tương đối là nghèo, tức là không có nhiều về vật chất. Thí dụ như là mình đến hành thiền thì họ cho mình cả am thất thôi, ở đó không có điện, và nước thì mình sẽ lấy ở trong cái vòi nước chung, và trời thì không có tiện nghi quá lạnh, hơi nóng nực, thậm chí khi muỗi vòng. Và mình cũng thấy có sự lựa chọn khác là ở tại Thái Lan có nhiều trường thiền á, thì họ rất thoáng mát, cửa sổ có tiện nghi đầy đủ, nhưng mà cái sự tu tập không bằng những cái trường thiền bên Miến Điện. Thì bây giờ chúng ta có 2 sự lựa chọn là mình ưu tiên về tiện nghi vật chất hay là cái sự tiến bộ về tinh thần. Câu trả lời rất đơn giản ở đây, đó là cái ưu tiên là tiến bộ về tinh thần. Hồi nãy chúng tôi có nói rằng Đức Phật Ngài đưa ra cái chỗ ở đó gọi là hoàn hảo, thì nó có đầy đủ vật chất
và tiến bộ về tinh thần, đó là tuyệt quá rồi, quá tốt rồi. Cái đó không còn phải gì nói, tức là chúng ta cứ lựa chọn như vậy. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta không có được sự lựa chọn hoàn hảo, thì cái ưu tiên là về sự tiến bộ tinh thần hơn là đầy đủ vật chất. Đó là cái sự lựa chọn mà chúng ta tạm gọi là trong trường hợp sự lựa chọn không hoàn hảo. Và Đức Phật Ngài cũng nhắn nhủ, nếu ở trong trường hợp mà mình ở bất cứ nơi đâu, dù điều kiện ở đó như thế nào, mà cảm thấy cuộc sống tinh thần bị lui sụp, bị lui sụp là dù là ở rừng hay là ở phố, ở làng, hoặc là dù là đầy đủ thứ vật dụng, đầy đủ nhu yếu hay là thiếu nhu yếu, mà mình nhận thấy rằng tinh thần mình bị lui sụp rõ ràng, thì Đức Phật Ngài khuyên là nên có một thái độ dứt khoát là đi chứ không ở. Đi chứ không ở, dù là nửa đêm. Lúc nửa đêm mà mình suy nghĩ rằng mình ở chỗ này phiền não, ở chỗ nào này càng lúc càng suy thoái, mình nên đi. Thì đây là một cái điểm nhấn, đây là sự ưu tiên. Tuy nhiên trong trường hợp mình ở chỗ mình đã thiếu thốn nhưng đời sống tinh thần có tiến bộ, thì chúng ta phải chịu khó kiên nhẫn và chịu khó thấy được cái lợi ích của nó. Mình ở đây tuy là thiếu nhưng mình học được, mình tu được, mình có sự tiến bộ, có sự trưởng, nên mình cố gắng. Thật ra trong đời sống dĩ nhiên là có những sự lựa chọn nó tốt về nhiều mặt, có những sự lựa chọn nó được cái này mất cái kia, và nếu nó được cái này mất cái kia thì chúng ta nên biết cái gì là cái ưu tiên. Cái khổ trong cuộc sống con người là đôi khi chúng ta sống mà cái nào mình cũng muốn hết mà mình không biết cái nào là cái ưu tiên. Dĩ nhiên là nếu mình được cả hai phương diện thì quá tốt rồi, nhưng mà nếu chỉ được lựa một trong hai thì chúng ta phải biết rõ cái này là ưu tiên. Và một khi mà mình biết rõ cái gì là ưu tiên thì chúng ta phải dứt điểm và phải có thái độ dứt khoát. Cái đó là cái quan trọng. Ở đây chúng ta có thể hiểu bài học như vậy. Thì thưa quý vị, cuộc sống thời Đức Phật còn tại thế đó, chư tăng không có ràng buộc nhiều bởi giấy tờ, chư tăng không có bị ràng buộc bởi nhiều việc. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì cũng không hẳn hoàn toàn là như vậy. Chúng tôi lấy một ví dụ như là hồi chúng tôi còn ở Việt Nam sau 75 á, thì có trường hợp là chư tăng đi đâu cũng có hộ khẩu, và nếu mình không khéo người ta cắt hộ khẩu, mà cắt hộ khẩu thì mình mua hộ khẩu không phải là dễ dàng, và mình bị ràng buộc, thì cái đó là cái mình phải chịu. Và nếu mà mình xin đi phải xin cho khéo. Chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi còn ở Việt Nam và sau này, hiện dường như bây giờ họ mới mở rộng ra, họ mới bỏ đi vấn đề hộ khẩu. Chúng tôi không biết nó bỏ chưa, nhưng nghe nói là người ta có bàn với nhau bỏ vấn đề hộ khẩu. Chứ ngày xưa ví dụ như là một vị sư ở dưới Vĩnh Long mà muốn lên Sài Gòn để học thì không có cách nào ở hợp pháp được hết, phải ở lậu. Ở lậu là xin ở nhà Phật tử, chứ ở chùa thì có chùa cho ở cái chùa không khó lắm. Thì chúng tôi bị ràng buộc bởi giấy tờ. Hay là chúng tôi là trụ trì của ngôi chùa Pháp Luân, mà bây giờ chúng tôi thấy ở không xong, chúng tôi muốn đi, nó cũng phải chuyện đơn giản, tại vì mình đứng tên giấy tờ này nọ, mình đi mình phải có cách gì mình bàn giao lại. Nhưng mà bảo rằng cái sự ràng buộc về giấy tờ nó là tuyệt đối thì nó cũng không hẳn là tuyệt đối. Không phải mình muốn nó là được. Ở trong bài kinh này Đức Phật đã nói rằng nếu mình nhận ra rằng cái chỗ ở đó là cái chỗ mà khiến cho mình bị lui sụp đó, cho dù ý nghĩ khởi lên bằng lúc nửa đêm mình cũng nên bỏ đi, thì điều đó nó có thể làm được trong cái hoàn cảnh mà chúng ta không bị ràng buộc bởi giấy tờ, bởi thứ khác. Bây giờ thì tương đối nó bị ràng buộc. Và ngày xưa một vị tu sĩ sống lang thang, sống gọi là sống du phương, sống du phương rày đậy mai đó thì nó dễ. Ngày hôm nay một vị tu sĩ sống du phương không dễ. Và bây giờ thì mỗi thời mỗi lúc nó có nhiều cái sự cân nhắc. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở tại Mỹ là một cái trường hợp rất khác với ở bên Á Châu. Ở tại Mỹ cái cuộc sống mà không có nhà đó nó tốn kém lắm chứ không đơn giản. Và mình không thể là một người homeless sống ở ngoài đường mà trở thành vị tu sĩ được.
vì nó có nhiều điều bất hợp pháp. Ví dụ mình ngủ đâu, ăn đâu, một cái người homeless họ ngủ dưới gầm cầu được, nhưng mà vị tăng sĩ ở đây ngủ dưới gầm cầu ở Mỹ không được. Đó là một cái ví dụ. Vì Đức Phật ngày dạy trong bài kinh này là do cái bối cảnh thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Ngày hôm nay đó, một người vào trong chùa tu tập mà nhận thấy rằng mình có vấn đề đó, thì cũng nên cân nhắc, chịu khó. Chịu khó là chịu khó thế nào? Chịu khó suy nghĩ cho kỹ, và sau đó thì bàn thảo với vị trụ trì hay là với những người nào đó mình có thể nhờ được sự giúp đỡ. Có đôi khi trong trường hợp mà mình tu tập có tiến bộ hay không tiến bộ, nó cũng nó là vấn đề tế gì đó rất là khó khăn. Chúng tôi biết là ở Mỹ này có trường hợp như vậy, là chùa nào cũng thiếu nhân sự. Và khi thiếu nhân sự đó thì các chùa hay dồn rất nhiều công việc cho chư tăng đi ở chùa. Ví dụ như ông chùa có ba vị sư thì ba vị đều có nhiều việc phải làm hết. Và khi ba vị có nhiều việc phải làm đó thì tu cũng được, tại vì bận rộn quá. Có nhiều chùa chư tăng muốn ngồi thiền mà tối ngày phải tiếp khách, tối ngày phải lo dọn dẹp, rồi tối ngày phải lo đi đám cúng, các vị chịu nổi, các vị đi qua chùa khác. Đó là điều mà chúng tôi nhận thấy ở các chùa thường xảy ra như vậy. Thì cái trường hợp này nó rất là khó. Tại sao khó? Là bởi vì vị trụ trì đang cần người và mình đang giúp đỡ trong chùa, nhưng mà mình cảm thấy rằng mình ở vì mình tu không được, mình đi chỗ khác, thì trình với vị trụ trì cũng phải là khó, mở miệng ra cũng khó nữa. Tại vì mình nói mình ở mình cực quá, mình làm việc nổi thì vị trụ trì cũng cực vậy, thì làm sao? Thứ gì ở bên Mỹ nhất thì cái vấn đề này là vấn đề đặc biệt là khó khăn hơn là ở tại Việt Nam. Rồi thêm một chuyện nữa là đôi khi cái ý muốn mà thay đổi chỗ ở nó lại là vấn đề nông nổi, nó không phải là vấn đề chính chắn, thì nó lại là một việc cần phải suy nghĩ. Ở trong người Thái đó, họ có một câu nói rằng một vị sư mà dời đổi ba ngôi chùa mà chỗ nào ở cũng không được đó, thì coi chừng có vấn đề. Thì có vấn đề ở tại đây, tức là vấn đề không phải chỗ ở mà vấn đề là bản thân mình. Chuyện đó cũng có chứ không phải không có. Ví dụ như có một vị tính tình hay nóng nảy hay sinh sự hay là tính tình khó chịu, ở chùa này cũng không xong, chùa khác cũng không xong, cứ dời ở chùa hoài, cái đó cũng có. Trường hợp nào nó cũng có chứ không phải. Trường hợp có khi chỗ ở tốt mà người ở không tốt, có khi người ở thì tốt mà chỗ ở không tốt, mà có khi người tốt chỗ ở tốt nhưng mà nó lại có sự thiếu thốn, thiếu thốn phương diện khác. Vì vậy Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng nếu mà để gọi là một chỗ ở hoàn hảo thì về vật chất tương đối là không có thiếu thốn những cái nhu cầu, tức là bốn vật dụng và bốn cái nhu yếu, và về tinh thần có sự tiến bộ thì đó là một chỗ ở hoàn hảo. Nhưng mà nếu một chỗ ở mà nó được cái này mất cái kia thì cái ưu tiên của chúng ta vẫn là đời sống tinh thần. Tức là về vật chất thì kham khổ một chút, thiếu thốn một chút, nhưng mà về tinh thần có tiến bộ. Và nếu mà cái chỗ ở đó mà về tinh thần mà bị suy giảm, tức là mình ở chỗ đó lâu ngày con người mình hư hỏng thêm, ở chỗ đó lâu ngày cái đạo tâm mất đi, ở chỗ đó lâu ngày đức tin mất đi, ở chỗ đó càng ngày thì mình càng lui sụp về vấn đề pháp học và pháp hành đó, thì nên dứt khoát rời bỏ chỗ đó để tìm đến một cái nơi khác. Cái chuyện mà rời bỏ nơi đó tìm nơi khác đó, thì mỗi thời, mỗi hoàn cảnh, mỗi quốc độ, mỗi cái điều kiện nó có khác nhau. Và Đức Phật ngài chỉ nhấn mạnh chúng ta biết rằng chúng ta nên đi càng sớm càng tốt. Nếu mà cảm thấy bị lui sụp, đây là vấn đề tế nhị khi mà mình đem ra mình áp dụng. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc những bài kinh này thì chúng ta có thể nhận được cái phương diện áp dụng thì phải uyển chuyển tùy người tùy lúc, nhưng mà có một cái nguyên tắc, và cái nguyên tắc mà nguyên tắc này hết sức là căn bản, nguyên tắc này luôn luôn chúng ta phải nhớ, đó là chúng ta sống thì nếu cuộc đời mà sự lựa chọn được hoàn hảo,
cả hai bên đều hoàn hảo đó. Cả hai mặt đều hoàn hảo thì quá tốt. Nếu không hoàn hảo, xin lựa chọn không hoàn hảo, thì chúng ta nên biết cái gì là ưu tiên. Và một khi mà chúng ta biết cái gì là ưu tiên và cái ưu tiên đó không đạt được đó, thì chúng ta nên phải có thái độ dứt khoát mạnh mẽ. Hồi trước chúng tôi có thường kể câu chuyện là Khổng Tử khi vừa đi vào nước Sở thì đi ngang cổng thành thì Khổng Tử không có giở nón ra. Khổng Tử là một người rất trọng chữ lễ. Khi mà đi đâu vào một cái cổng thành hay vào trong một cái ranh giới, Khổng Tử thường giở nón ra để bày tỏ sự tôn trọng với những người ở xứ đó, ở nơi đó. Nhưng mà đặc biệt lần đó Khổng Tử đi vào cổng thành của nước Sở không giở nón ra. Thì thầy Tứ Lộ là người theo hầu Khổng Tử thì thấy vậy hơi lạ, mà hỏi Khổng Tử sao? Thưa thầy, mỗi khi thầy đi vào cổng thành hay mở nón mũ ra, hôm nay tại sao thầy không mở giở nón ra? Thì Khổng Tử mới trả lời rằng nước Sở đang ở trong thời kỳ loạn lạc mà dân chúng rất là ơ hờn và cứ lo cái chuyện làm ăn, buôn bán, ăn chơi, dường như không quan tâm đến. Thì đất nước có họa mà không biết, đó là bất tri. Mà nếu mình biết mà mình không làm gì, tức là một người mà ưu thời bận thế, biết là nó hiểm họa mà không làm gì đó, thì cái đó gọi là bất trung. Tại vì sao vậy? Mình biết chuyện đó, nó là một cái đại họa xảy ra cho quê hương của mình, cho dân tộc mình, cho gia đình mình, cho những người thân của mình. Mà mình không làm hết, mình biết rồi bỏ đó, tức là bất trung. Tức là con người sống không có tình. Nhưng mà mình biết rồi mình cũng có làm rồi, nhưng mà làm không có hết lòng, gọi là bất dũng. Bất dũng tức là không có cái hùng tâm, không có đảm lược để mạnh. Mình biết đó, mình nói được, mình trách được, mình than được, nhưng không làm gì hết là bất dũng. Thì Khổng Tử nói rằng một người mà bất tri, bất trung, bất dũng, một dân tộc mà bất tri, bất trung, bất dũng thì không có đáng để dỡ nó ra mà chào. Ở đây tức là Khổng Tử nói cái giá trị của mình. Thì chúng tôi nói điều này để nói như vậy là một người sống mà không có biết chỗ nào là chỗ thích hợp, một người tu tập mà không biết ở chỗ nào là thích hợp, chỗ nào không thích hợp cho mình ấy, thì người đó chúng ta nói danh từ bình thường là thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết. Nhưng một người mà có hiểu biết rồi mà không có làm gì hết, không làm gì hết ấy, tức là cái tri hành không hợp nhất, là cái biết về cuộc sống đó, nó không có đi đôi với nhau, thì nó cũng có vấn đề. Nhưng mà nếu chúng ta biết, chúng ta có hành động, nhưng mà chúng ta không có quyết liệt, không có mạnh mẽ, cũng có làm nhưng mà làm cách gọi là làm được thôi, thì cái đó là một thiếu cái thái độ quyết đoán, thiếu cái thái độ thiếu sự khẳng định, thiếu cái ý chí mạnh mẽ, thì cả ba trường hợp đó đều có vấn đề hết. Vì vậy ở tại đây khi mà Đức Phật ngài dạy rằng nếu mình sống ở nơi nào mà mình nhận ra rằng mình ở chỗ này đời sống mình lui sụp, thì dù là ban đêm suy nghĩ biết điều đó, ban ngày biết điều đó cũng nên bỏ đi. Tại vì chúng ta sống, chúng ta phải có một cái thái độ mạnh mẽ về việc này. Trừ khi là mình không biết thì thôi, mình biết thì cần có thái độ mạnh mẽ. Thì ở đây rất là quan trọng khi mà chúng ta đọc về cái rừng này. Thì chúng tôi biết rằng với đa số quý Phật tử đó, đọc bài kinh này quý vị ngờ ngỡ rằng câu chuyện này Đức Phật nói cho vị xuất gia, câu chuyện này Đức Phật nói trong các bối cảnh thời xưa, câu chuyện này Đức Phật ngài nói cho những vị đang tu tập. Nhưng mà thật ra trong đời sống của chúng ta cũng phải có một cái thái độ tương tự như vậy. Trong một bài kinh gọi là kinh Điềm Lành hay kinh Hạnh Phúc đó, Đức Phật ngài có nói là ngài có dạy là Patiru Padesavaso, tức là ở cái xứ thích hợp, ở trú xứ thích hợp
là một ở trong cái phúc lành. Một người mà sống ở nơi nào, ở trú xứ nào mà cảm thấy rằng ở đó đó nó lợi lạc về mặt vật chất, lợi mặt tinh thần, lợi mặt về sức khỏe, lợi lạc về đời sống tu tập đó, thì đúng rằng ở trú xứ thích hợp. Và ở một cái trú xứ như vậy là một cái phước, đó là một cái dấu hiệu của sự tăng tiến. Và rồi nếu mình biết cái chỗ đó chỗ không thích hợp mà mình không giải quyết được chuyện gì thì có vấn đề. Tuy nhiên ở đây Đức Phật giải rằng đôi khi cái chỗ đó đó nó không có hoàn hảo, nó được cái này mất cái kia, thì chúng ta nên biết là cái ưu tiên của nó là ưu tiên gì. Ví dụ như là một vị tỳ kheo, một vị sư sống ở trong một ngôi chùa mà cái vị sư cả rất là khó, không cho dùng internet, vị sư cả rất là khó là không cho coi sách báo ở ngoài đời, vị sư cả rất là khó là hạn chế cái sự tiếp xúc với Phật tử. Thì mới nghe là cái chuyện khó khăn, đúng là khó khăn thật. Nhưng mà vị này nghĩ rằng dù vị đó khó nhưng mà về cái đức độ và cái sự hiểu biết vị đó đáng cho mình ở gần mình học, học về cái đức độ và mình sẽ học về Phật pháp được. Thì như vậy có tiến bộ về tinh thần, mặc dù khó về những khác nhưng mà tiến bộ bằng này thì trường cũng nên chấp nhận. Tức là mình biết cái gì là cái ưu tiên. Ở trong đời này thưa quý vị, đây là cái trường hợp phổ thông nhất, là mình ở gần một người nào đó mà có cái được và có cái không được. Nhưng mà mình phải đem cân lên cái được là được ở cái gì và cái không được cái gì. Ví dụ cái không được nó chỉ là vấn đề khó khăn, mình không thoải mái, nhưng cái được là mình học hỏi được những điều hay, thì mình cũng nên nên chọn cái được đó. Dạ, cũng nên nên chọn cái được đó, chứ không có nên mà mình đòi hỏi cái hoàn hảo, và nếu không hoàn hảo thì mình bỏ. Và rồi nếu mà mình thấy rằng cái ưu tiên, cái quan trọng là đời sống tinh thần, là sự tiến bộ mà không có đó, thì phải có một thái độ dứt khoát. Dạ, thái độ dứt khoát. Chúng ta đọc kỹ lại bài kinh này thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài cho chúng ta những gợi ý rất là quan trọng, là nên lựa chọn với cái tiêu chuẩn nào, với cái chuẩn mực nào, với một thái độ nào. Và nếu chúng ta học được những điều đó từ ở trong các bài kinh thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật này không phải dạy chúng ta sự lựa chọn chỗ ở mà nhiều lĩnh vực khác, thì những người ý này cũng là những người ý rất là quan trọng. Thưa quý vị, bây giờ thì còn một vài phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn có một vài điều để hỏi quý Phật tử. Và về điều này thì chúng tôi cũng đang cân nhắc vì có một vài vị hỏi chúng tôi, và chúng tôi không có cái một cái câu trả lời rõ ràng ở trong lúc này, nhưng mà chúng tôi rất là cần biết ý kiến ở trong những thời gian sắp tới. Hiện tại trong Phật pháp Bố Thí Tâm Ba đó có 5 ngày giảng trung bộ và có 2 ngày giảng thắng pháp Abhidhamma. Thì cũng có một vài vị yêu cầu là cái đó xem ra thì môn học thắng pháp là một môn học rất là quan trọng mà chúng ta chỉ học có 2 ngày thôi, tại sao chúng ta không học 3 ngày thắng pháp và 4 ngày trung bộ. Thì chúng tôi có phân vân và lưỡng lự cái điều này rất là nhiều, bởi vì cái môn thắng pháp tương đối là khô khan hơn và quý vị Phật tử sẽ học mệt hơn, nên chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nên hỏi ý của chư tăng và quý Phật tử. Thì hôm nay nhân còn vài phút mà chúng ta có được trong bài kinh này đó, ở trong bài học ngày hôm nay đó, thì không biết là chư tăng với quý Phật tử, những vị nào còn ở trước máy và nghe được, các vị có thể cho chúng tôi một vài cái góp ý là chúng ta có nên tăng cái ngày học thắng pháp lên từ 2 ngày lên 3 ngày không? Tức là hiện tại giờ học thắng pháp Abhidhamma học 2 ngày thôi, và chúng ta có nên tăng từ 1 ngày nữa là 3 ngày không? Tại vì có nhiều vị yêu cầu như vậy. Hay là quý vị thấy rằng 5 ngày trung bộ là tốt hơn,
vì thắng pháp và môn học tương đối hơi khó, thì chỉ 2 ngày thôi. Ở đây có vị nào cho chúng tôi biết một vài cái ý nghĩa của vị thôi, các vị đặt xem. Dạ, có một vị nói tăng thêm. Dạ. Dạ. Dạ, có 3 vị thì xin nói là tăng thêm 3 ngày. Không biết chỉ tăng và quý Phật tử có ý kiến gì nữa thì quý ngài quý vị quan hệ cho biết. Dạ. Dạ, cô Phong Lan cũng thích học tăng thêm 1 ngày thắng pháp. Pháp lưỡng thì thấy 2 ngày là vừa đủ. Cô Diệp Quỳnh lấy đa số. Dạ, chúng ta đang coi chung chung đi. Dạ. Dạ, chị Tâm Pháp nói rằng 2 ngày để theo kịp. Dạ, bây giờ thì các vị quan hệ cho biết thêm một vài ý kiến nữa. À, một vài ý kiến nữa để chúng ta thảo luận với chư Tăng. À, thời gian không còn nhiều. Dạ. 3 ngày. Dạ, sư cô Khánh An thì nói là 2 ngày. 2 ngày tán pháp, 5 ngày công bộ. Dạ. Câu bộ khó thưa quý vị, người muốn giữ 2 người muốn tăng bảo thì có vài vị nào để cho chúng tôi ý kiến, để chúng tôi trình bày lên thượng tọa Từ Siêu để hỏi hỏi ý kiến thượng tọa Từ Siêu thì dạ. Mấy hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được nhiều cái đề nghị quý Phật tử là nên tăng, nhưng mà chúng tôi cũng chưa biết, đang suy nghĩ lại là không biết giữ 2 ngày hay 3 ngày thắng pháp. Dạ, từ từ cháu mới như dạ. Dạ, vâng, chúng tôi sẽ bàn lại với từ đầu Từ Siêu và Chí Tăng để coi quý ngài có ý kiến gì. Thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào room để chia sẻ, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay, con thanh thủy, thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thâm tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.